ngày mai, xét xử bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm vụ thông thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Cựu chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới, móc ngoặc với các cá nhân sở y tế để trúng 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ngày mai ngày 23 tháng 10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế Quảng Ninh, Công ty Chính Phú Tiến Bộ Quốc tế, Công ty AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các đơn vị có liên quan. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày. Phiên tòa sẽ xét xử 16 bị cáo, trong đó bao gồm cả 4 bị cáo bỏ trốn. Hiện đang bị truy nã đặc biệt gồm Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch AIC, Nguyễn Hồng Sơn, cựu phó tổng giám đốc công ty AIC, Trương Thị Xuân Loan, cựu trưởng ban quản lý dự án 3 công ty AIC, Nguyễn Thị Tích, cựu trưởng phòng hồ sơ pháp chế của công ty AIC, tổng giám đốc công ty Mofa. Trong vụ án này, 10 bị cáo thuộc nhóm AIC, 1 bị cáo thuộc công ty thẩm định giá, 3 bị cáo thuộc ban quản lý dự án và sở y tế bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. 2 bị cáo thuộc ban quản lý dự án và sở tài chính Quảng Ninh bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Chiêu bài quân xanh, quân đỏ để trúng thầu. Cũng giống như chiêu bài đã bị vạch trần tại vụ án ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai mới được xét xử hồi đầu năm, cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trong vụ án này cũng thể hiện rõ bà Nhàn đã sử dụng chiêu bài cũ khi chỉ đạo cấp dưới, móc ngoặc với các cá nhân tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình y tế trực thuộc Sở Y tế, Chủ đầu tư, Sở Y tế, Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh, tổ chức cho các quân xanh, quân đỏ, đấu thầu để trúng 6 dự án. Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản Nhi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt năm 2009, tổng vốn đầu tư 135.645 tỷ đồng. Đến năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi, tổng vốn đầu tư 238.131 tỷ đồng. Dự án gồm 2 giai đoạn, chia thành 6 gói thầu mua sắm trực tiếp. Để AIC được tham gia dự thầu và trúng thầu các gói thầu trang thiết bị của dự án, bà Nhàn chỉ đạo Trương Xuân Loan liên hệ với cán bộ ban quản lý dự án thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, thông đồng về thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá trang thiết bị y tế mua sắm. Sau đó, các bị cáo liên hệ các hãng sản xuất, các đơn vị cung cấp thiết bị thuộc danh mục mua sắm nêu trên để thu thập thông số kỹ thuật, cấu hình, đơn giá từng loại thiết bị, xác định lợi nhuận dự kiến để làm cơ sở cho việc xây dựng giá dự thầu nhằm bảo đảm mức lợi nhuận mong muốn của AIC khi trúng thầu. Để bảo đảm đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu, cựu chủ tịch AIC còn chỉ đạo cựu kế toán trưởng Đỗ Văn Sơn điều chỉnh số liệu báo cáo tài chính các năm từ 2010-2013 của công ty AIC. Sau đó, cựu chủ tịch AIC giao cho Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan chỉ đạo, điều hành nhân viên công ty AIC mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho công ty AIC, công ty Mofa, gọi là Quân Đỏ, và các công ty khác, gọi là Quân Xanh, để có đủ số lượng hồ sơ dự thầu theo quy định và tạo các điều kiện cần thiết cho công ty AIC. Công ty Mofa trúng 6 gói thầu của dự án. Dưới sự chỉ đạo, dàn xếp của bà Nhàn, công ty AIC đã trúng thầu 6 gói thầu của dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Quảng Ninh. Trong đó, công ty AIC đứng tên trúng 4 gói thầu, tổng trị giá hơn 206 tỷ đồng, công ty Mofa đứng tên trúng 2 gói thầu, tổng trị giá hơn 25,5 tỷ đồng. Điều tra vụ án, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh Quảng Ninh sau đó đã ban hành kết luận định giá, kết luận giá trị trang thiết bị 6 gói thầu tại thời điểm mở thầu so với giá trị đã quyết toán, số tiền hơn 237,3 tỷ đồng, có sự chênh lệch, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 50,6 tỷ đồng, còn 15 thiết bị trị giá 9,898 tỷ đồng không định giá được do không thu thập được thông tin. Đủ căn cứ để xét xử 4 bị cáo vắng mặt. Ngày 10 tháng 10 vừa qua, Bộ Công an cùng Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh phát yêu cầu cựu chủ tịch AIC và 3 bị cáo Nguyễn Hồng Sơn, Trương Thị Xuân Loan, Nguyễn Thị Tích tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng. Nếu các bị cáo này vắng mặt, tòa án vẫn đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật. Theo Viện Kiểm sát, dù các bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài nhưng vẫn có đủ căn cứ để xét xử. Để xác định hành vi của cựu chủ tịch AIC và 3 bị cáo này,
Viện Kiểm sát căn cứ vào lời khai của các bị cáo khác và nhóm nhân viên công ty AIC cùng kết luận giám định của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an về chữ ký đứng tên Nguyễn Thị Thanh Nhàn và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Qua đó, Viện Kiểm sát có đủ cơ sở xác định bà Nhàn và đồng phạm đã có các hành vi gian lận, thông thầu, hạn chế hoặc loại trừ cạnh tranh trong đấu thầu để công ty AIC trúng thầu trái quy định, gây thiệt hại tài sản nhà nước. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.